Công tác đào tạo nghề là một trong những yếu tố góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương, đáp ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Và tại Quy Châu Thành thì từ hiệu quả của các lớp đào tạo nghề đã giúp cho người lao động nông thôn có việc làm ổn định, có thêm thu nhập từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng hàng tháng. Trong 8 tháng đầu năm 2022, huyện Châu Thành có 455 lao động tham gia học các lớp đào tạo nghề, gồm lớp kỹ thuật chăn nuôi bò, nuôi ếch, trồng lúa năng suất cao, trồng rau an toàn và lớp may công nghiệp. Người lao động sau khi học nghề được bổ sung các nghề trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản, qua đó có thể áp dụng kiến thức đã học, kết hợp kinh nghiệm thực tiễn để tăng năng suất, tiết kiệm được chi phí trong sản xuất. Khi được trung tâm dạy nghề tạo điều kiện cho em được đi học, em cảm thấy ngày mai phù hợp với bản thân, vừa được học nghề miễn phí, sau khóa học còn được hỗ trợ tiền ăn mỗi khóa trên 900.000, sau mỗi khóa học còn được trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm tại công ty Mai. Ông Lý Sà Vết ở ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, với vai trò là trưởng ban nhân dân ấp, ngoài việc vận động bà con tham gia các lớp học nghề do huyện mở, bản thân ông Sà Vết còn tham gia học tập lớp học về kỹ thuật nuôi ếch do Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa phối hợp với trung tâm dạy nghề của huyện mở tại xã, với mong muốn có thể học tập thật nhiều kiến thức về lĩnh vực mình được đào tạo, biết cách làm ăn, tăng năng suất lao động để nâng cao thu nhập cho gia đình. Được Ủy ban nhân dân xã Thượng Hòa thì giới thiệu cái việc học nghề nuôi ếch để phù hợp với điều kiện cuộc sống của tại ấp Trà Canh B. Trong thời gian học thì cũng được trung tâm dạy nghề của huyện hỗ trợ về kinh phí học nghề. Thời gian tới qua cái đợt học nghề này thì tôi cũng tiếp tục tuyên truyền bà con mình để bà con mình có cái nghề ổn định, thu nhập nó đều hơn. Thời gian qua, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên phối hợp với phòng lao động thương binh xã hội, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Riêng trong năm 2022, chỉ tiêu được giao là 533 lao động. Thì đối với nghề may công nghiệp thì được trung tâm giới thiệu việc làm tại các công ty may mặc trong khu công nghiệp. Đào tạo nghề lao động nông thôn là giúp cho lao động có cái việc làm ổn định, nâng cao thu nhập. Từ đầu năm 2022, để cho lao động nông thôn có thêm nhiều ngành nghề để lựa chọn cho phù hợp với độ tuổi và sức khỏe, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cùng với Trung tâm Dạy nghề huyện đã phối hợp với các công ty sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, mở các lớp đào tạo nghề đan đát cho người dân ngoài độ tuổi lao động nhàn rỗi, với nguyên liệu lục bình phơi khô, sản xuất ra các sản phẩm thủ công sử dụng trong gia đình. Được công ty giao nguyên liệu tận nơi và thu mua sản phẩm, mỗi tháng người lao động có thu nhập từ 1 triệu rưỡi đến 2,5 triệu đồng một tháng. Thời gian tới, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh Sóc Trăng cũng như là Ban Quản lý các khu công nghiệp để thống nhất nhu cầu tuyển dụng cho các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Mặt khác thì phòng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên của huyện Châu Thành và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn rà soát thống kê người dân trong độ tuổi lao động và phân nhóm đối tượng để có kế hoạch đào tạo nghề đạt hiệu quả và đảm bảo tốt công tác giải quyết việc làm sau đào tạo. Nhờ công tác đào tạo nghề, Quỹ Châu Thành đã giúp không ít lao động nông thôn có cơ hội kiếm thêm việc làm ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, huyện cũng thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tại địa phương.